cô trò chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu văn bản tích ngồi đáy giếng, và chúng ta đã cùng biết được rằng đó là chuyện ngụ ngôn, là một cái loại chuyện dân gian thường mượn câu chuyện về đồ vật này, con vật này, hoặc là chính con người để nhắn nhủ, khuyên bảo con người một bài học nào đó trong cuộc sống. Và hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục đi tìm hiểu một chuyện ngụ ngôn nữa, đó là chuyện ngụ ngôn thầy bói xem voi. Các bạn mở cho cô sách giáo khoa trang 101, và bây giờ cô trò chúng mình sẽ vào phần một can mã đọc tìm hiểu chung. Một la mã đọc tìm hiểu chung. Đọc tìm hiểu chung. Một nhỏ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cái chuyện thầy bói xem voi. Thứ nhất, đó là về thể loại. Thể loại. À, chuyện thầy bói xem voi của chúng ta, nó là thể loại gì đấy? À, chuyện ngụ ngôn. Nó là thể loại chuyện ngụ ngôn. Chuyện ngụ ngôn. Chuyện ngụ ngôn. Thể loại chuyện ngụ ngôn. Và trong cái chuyện thầy bói xem voi này thì nó là thể loại chuyện ngụ ngôn mượn chuyện của con người để nói về chính con người. Mượn chuyện của con người. Mượn cái chuyện của con người. Chuyện của con người. Con người. Để nói về con người. Về chính con người. Con người. Và đưa ra một cái bài học cho con người. Rồi, đấy là về thể loại. Thứ hai là cô trò chúng mình sẽ cùng nhau sang phần 2 đọc chú thích. Đọc. Đọc và chú thích. Chú thích. Các bạn chú ý cho cô ở trong sách giáo khoa trang 101. Cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đọc cái văn bản này. Thầy bói xem voi. Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói ngồi chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi như thế nào. Chợt nghe người ta nói, có con voi đi qua. Năm thầy chung nhau tiền biếu người quản voi, xin cho voi đứng lại để cùng xem. Thầy thì sờ voi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Đoạn năm thầy ngồi bàn tán với nhau, thầy sờ voi bảo, tưởng con voi như thế nào, hóa ra nó sơn sún như con đỉa. Thầy sờ ngà bảo, không phải, nó trần trẫn như cái đòn càn. Thầy sờ tai bảo, đâu, nó bè bè như cái quạt thóc. Thầy sờ chân cãi, ai bảo, nó sừng sững như cái cột đình. Thầy sờ đuôi lại nói, các thầy nói không đúng cả, nó tún tủn như cái chổi xể cùn. Năm thầy thì nào cũng cho mình nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô sát, đánh nhau toát đầu chảy máu. Rồi, như vậy là cô trò chúng mình đã vừa đọc xong cái văn bản thầy bói xem voi, và chúng ta thấy rằng cái văn bản này đó là do Trương Chính sưu tầm nhá. Và ở phần chú thích, các bạn chú ý cho cô và chú thích thứ nhất ở trong sách giáo khoa trang 103. Thầy bói, đây là người làm nghề chuyên bói những cái việc lành, việc dữ cho người ta theo mê tín. Và thầy bói thì thường là người mù. Và trong văn học dân gian thì thầy bói là cái đối tượng thường được mang ra để châm biếm, để phê phán. Bởi vì sao? Bởi vì thầy bói là những cái người mù, nhưng họ lại cho rằng họ là những cái người mù về người không sáng mắt, nhưng lại rất là tinh thông về tướng số, và họ có thể đoán được cái tướng số vận hạn cho người khác. Cái thứ hai đó là những cái thầy bói đấy thì có những kẻ mượn danh thầy bói nói rằng là nếu không làm được cái việc này thì sẽ bị thánh hành, nhưng thực ra là họ mượn danh cái thầy bói, mượn danh thánh thần để có thể ăn tiền của người khác. Chính bởi vậy có rất là nhiều những cái câu ca dao, những cái câu tục ngữ để phê phán những cái người thầy bói này. Chẳng hạn như là tử vi xem bói cho người, số thầy thì để cho ruồi nó bâu, hoặc là bói ra ma quét nhà ra rác, vân vân. Và ở đây thì cái chuyện thầy bói xem voi này cũng mượn cái hình ảnh người thầy bói để nói ra, nêu lên cho chúng ta một bài học gì thì tí nữa cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu. Còn với những cái chú thích khác thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong phần thứ hai, hai la mã đọc tìm hiểu chi tiết. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ ba, đó là về bố cục. Bố cục của văn bản. Nào, các bạn hãy nhìn lại cho cô vào văn bản thầy bói xem voi, và hãy cho cô biết này, văn bản này có thể chia làm mấy phần. Thì chúng ta thấy rằng cái văn bản này có thể chia làm 3 phần, đúng không nào? Bố cục là 3 phần.
3 phần. Bố cục ở đây là 3 phần. Phần đầu sẽ là từ đầu cho tới chỗ sờ đuôi. Từ đầu cho đến chỗ sờ đuôi. Phần thứ hai đó là từ tiếp cho tới chỗ cái chổi xể cùn. Tiếp cho đến chỗ cái chổi xể cùn. Cái chổi xể cùn. Và phần thứ ba đó là phần còn lại. Còn lại. Nào, với cái bố cục như thế này thì bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau sang phần hai la mã đọc tìm hiểu chi tiết để tìm hiểu về cái nội dung của câu chuyện Thầy Bói Xem Voi cũng như là bài học mà câu chuyện này mang lại cho chúng ta. Hai la mã đọc tìm hiểu chi tiết. Tìm hiểu chi tiết. Một nhỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu phần mở đầu. Một nhỏ mở đầu. Nào, các bạn hãy cùng nhau đọc lại cho cô cái đoạn đầu tiên từ đầu cho tới sờ đuôi và cho cô biết rằng cái đoạn đầu tiên nói về việc gì. Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói ngồi chuyện gẫu với nhau, thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi thế nào. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm thầy chung nhau tiền biến người quản voi, xin voi đứng lại để cùng xem. Thầy thì sờ vòi, thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy thì sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Như vậy ở đây là đoạn đầu tiên nó sẽ là gì nhỉ? À, giới thiệu cho chúng ta cái sự việc là các thầy bói xem voi đúng không nào? Giới thiệu cái sự việc các thầy bói xem voi. Nào, các bạn nhìn tiếp tục nhìn cho cô vào cái đoạn văn đó và cho cô biết cái hoàn cảnh xem voi của năm ông thầy bói này là gì. Nào, hoàn cảnh cái tình huống ở đây đó là gì nhỉ? À, đó là nhân một cái buổi ế hàng. Hoàn cảnh ở đây là nhân một cái buổi ế hàng và năm ông thầy bói ngồi chuyện gẫu với nhau. Ế hàng ở đây tức là không có ai tới để xem bói. Chính bởi vậy năm ông ngồi nói chuyện gẫu, tức là nói những cái chuyện linh tinh để cho giết thời gian, cho qua cái thời gian ấy. Và cùng với cái lúc là nhân cái buổi ế hàng đó thì chúng ta thấy có gì nhỉ? À, đó là có một cái con voi đi qua. Có một con voi đi qua. Một con voi đi qua. Con voi đi qua. Có một con voi đi qua. Và chính bởi vì có một con voi đi qua, nhân cái lúc buổi ế hàng như thế thì năm thầy đã chung nhau cái tiền biếu người quản voi để xin cái người quản voi đó cho mình được xem con voi nó như thế nào. Và chúng ta thấy rằng các bạn nhận xét cho cô cái mục đích của năm ông thầy bói này là cái mục đích như thế nào, là tốt hay là xấu? À, chúng ta thấy rằng cái mục đích ở đây, cái mục đích xem voi, mục đích xem voi của năm ông thầy bói, của năm thầy, mục đích xem voi của năm thầy ở đây là rất là tốt. Mục đích xem voi của năm thầy là tốt này, là tốt bởi vì ở đây là các thầy muốn làm gì? À, các thầy muốn mở mang cái tầm hiểu biết của mình, là tốt, muốn mở mang tầm hiểu biết. Mở mang tầm hiểu biết của mình. Mục đích của năm thầy ở đây rất là tốt. Vì thầy muốn mở mang tầm hiểu biết của mình nên muốn xem con voi. Tuy nhiên này, các thầy xem voi bằng cách nào? À,
Chúng ta thấy rằng năm mông thầy bói này bị làm sao? À, năm mông thầy bói bị mù. Cho nên các thầy làm sao nhỉ? À, các thầy không thể sử dụng cái đôi mắt của mình để có thể quan sát vạn vật, mà các thầy phải sử dụng tay này để sờ vào vật, sử dụng tai để nghe. Và ở đây chúng ta thấy rằng năm ông thầy bói này đã sử dụng cách đó là sờ xem, sờ để xem con voi. Cách xem ở đây, cách xem của các thầy đó là sờ, sờ, đúng không nào? Cách xem của thầy là sờ. Và từ cái cách xem này các con phỏng đoán cho cô, đó là cái cách xem này dẫn đến việc gì? À, cái cách xem này dẫn đến việc là sờ thì chỉ sờ được một cái bộ phận nào đó mà thôi, không thể sờ được một cách bao quát toàn diện. Như vậy, từ cái cách xem sờ thì chúng ta thấy cái cách xem này là một cái cách xem không toàn diện. Cách sờ, như vậy ở đây cái cách xem đã rất là không toàn diện. Cách xem nó không toàn diện, không toàn diện, toàn diện và không thấy được tất cả mọi mặt của cái sự vật đó. Và chính bởi vì là cái cách xem của các thầy không toàn diện như thế thì sẽ dẫn đến diễn biến của câu chuyện như thế nào. Chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là phần diễn biến của câu chuyện. Diễn biến nào, các bạn chú ý tiếp cho cô vào diễn biến của câu chuyện nhé. Đoạn năm thầy ngồi bàn tán với nhau, thầy sờ vòi bảo tướng nó thế nào, hóa ra nó sùn sùn như con đỉa. Thầy sờ ngà bảo không phải, nó chẩn chẩn như cái đòn cảng. Thầy sờ tai bảo đâu, nó bè bè như cái quạt thóc. Thầy sờ chân cãi, ai bảo nó sừng sững như cái cột đình. Thầy sờ đuôi lại nói các thầy nói không đúng gì cả, các nó tung tụt những cái chổi xịt cùn. À, như vậy ở đây chúng ta thấy là các thầy đã có sự gì? À, có sự tranh cãi. Con voi của các thầy hiện ra như thế nào? Con voi đối với cái thầy sờ vòi thì con voi hiện ra nó làm sao? À, sun sun như con đỉa. Con voi đây nó sun sun, sun sun như con đỉa, như con đỉa, sun sun như con đỉa. Và đến cái thầy sờ ngà thì con voi nó làm sao? À, nó trần trẫn như cái đòn càn, đúng không nào? Nó trần trẫn, trần trẫn, trần trẫn như cái đòn càn, như cái đòn càn, trần trẫn như cái đòn càn. Nào, các bạn hãy có thể nhìn cho cô vào chú thích thứ 4 ở trong sách giáo khoa. Trần trẫn ở đây có nghĩa là tròn lẳn, còn đòn càn ở đây là cái đòn làm bằng cái đoạn tre nguyên cả ống, đẽo vát hai đầu cho thon để xóc những cái bó củi này, bó rơm, bó dạ mà gánh lên vai. À, như vậy là cái con voi này nó đối với cái ông sờ ngà nó cứ tròn tròn trần trẫn như một cái đòn để gánh ở trên vai vậy. Tiếp theo này, nào, đối với ông sờ tai thì ông bảo làm sao? Nó bè bè như cái quạt thóc. À, bè bè, bè bè như cái quạt thóc, như cái quạt thóc. Nó bè bè như cái quạt thóc. Rồi còn gì nữa nhở? À, rồi cái ông sờ chân thì bảo nó sừng sững như cái cột đỉnh. Nó sừng sững, sừng sững như cái cột đỉnh, sừng sững như cái cột đỉnh. Nào, các bạn có thể chú ý cho cô vào cái từ bè bè này. Cái từ bè bè tức là nó to này, nó ngang này, trông rất là kỳ dị, trông rất là khó coi. Còn cái quạt nhá, cái quạt thóc này xin thưa với các bạn là cái quạt thóc này nó được làm bằng tre phất vải. Và cái quạt này nó dùng để làm gì? À, nó dùng để thổi những cái hạt thóc lép này, dùng để thổi những cái hạt bụi ra khỏi những cái hạt thóc trắng, thóc chắc và sừng sững như cái cột đình nữa, đúng không nào? Như vậy là nó rất là to, nó to như cái cột đình vậy. Các bạn nhận xét cho cô về những cái lời, cho cô nhận xét về những cái lời nhận xét, về những cái lời nhận xét của các ông thầy bói về con voi ở đây. Các ông thầy bói đã sử dụng những cái gì nhỉ? À, đầu tiên chúng ta thấy là các từ sun sun này, trần trẫn, bè bè, sừng sững, đây là những từ gì nhỉ? À, sử dụng các từ lấy, đúng không nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng nhận xét này, nhận xét đó là các thầy của chúng ta đã sử dụng các từ lấy, các từ lấy,
từ lấy rất là gợi tả, cái từ lấy gợi tả, những từ lấy gợi tả. Và thứ hai này, các thầy bói còn sử dụng cái biện pháp nghệ thuật gì ở đây? À, như đây là biện pháp nghệ thuật gì? À, biện pháp nghệ thuật so sánh, đúng không nào? Các từ lấy gợi tả này, biện pháp so sánh, biện pháp so sánh, so sánh để miêu tả về con voi, để miêu tả về con voi. À, chúng ta thấy rằng các ông thầy bói ở đây đã sử dụng những cái từ lấy rất gợi tả, biện pháp tu từ so sánh để miêu tả về con voi, để cho con voi này nó hiện lên chân thực hơn, dễ dàng có thể hình dung ra được cái con voi trong cái quan sát, trong cái sự sờ, cái sự xem của các thầy, đúng không nào? Bây giờ nhá, các bạn hãy cho cô biết đó là những nhận xét của các ông thầy bói có chỗ nào đúng và có chỗ nào sai. À, chúng ta sẽ thấy gì nhỉ? À, nếu cái thầy sờ voi thì bảo nó sun sun như con đỉa, có đúng không? À, đúng. Thầy sờ ngà thì bảo nó trần trẫn như cái đòn càn. Như vậy nó có đúng không nhỉ? À, cũng rất là đúng. Còn thầy sờ tai thì bảo nó bè bè như cái quạt thóc. Cũng rất là đúng, bởi vì tai con voi nó cũng rất là to, nó cũng bè bè ra, đúng không nào? Còn thầy sờ chân thì cho rằng nó sừng sững như cái cột đình, bởi vì chân của con voi cũng rất to, nó như một cái cột đình vậy. Vậy như vậy là các thầy nói gì? À, các thầy nói đúng về các bộ phận của con voi. Và trong cái việc mà các thầy nói đúng về các bộ phận của con voi như thế thì đáng ra các thầy phải làm sao? À, đáng ra khi đưa ra những cái ý kiến này thì các thầy phải xem xét ý kiến của nhau để có thể bổ sung cho nhau, để từ đó ra một cái con voi hoàn chỉnh. Nhưng ở đây các thầy có bổ sung cho nhau không? À không, mà các thầy lại tranh cãi với nhau, bác bỏ cái ý kiến của nhau, đúng không nào? Như vậy chúng ta thấy được rằng đó là gì? Thứ nhất, đó là các thầy đã nói đúng về các bộ phận của con voi, các thầy đã miêu tả đúng, các thầy đã miêu tả rất là đúng về các bộ phận của con voi, về các bộ phận của con voi. À, tuy nhiên ở đây thì các thầy làm sao? À, các thầy lại không tiếp thu ý kiến của người khác mà bác bỏ ý kiến của người khác, coi ý kiến của mình là đúng nhất. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta cũng thấy một điều nữa, đó là các thầy coi ý kiến của mình là nhất, coi ý kiến của mình là nhất, của mình là nhất, mình là nhất, coi ý kiến của mình là nhất. Và chính bởi vì coi ý kiến của mình là nhất cho nên các thầy bác bỏ ý kiến của người khác, bác bỏ ý kiến của người khác, ý kiến của người khác, của người khác. Và bởi vì các thầy bác bỏ ý kiến của người khác như thế, dẫn tới kết thúc của câu chuyện như thế nào đây? Nào, ba nhỏ, kết thúc của câu chuyện, kết thúc. Nào, các bạn chú ý cho cô vào đoạn cuối cùng ở trong sách giáo khoa. Năm thầy thế nào cũng cho mình là nói đúng, không ai chịu ai, thành ra xô xát đánh nhau toác đầu chảy máu. Như vậy có thể thấy rằng kết thúc của câu chuyện này, bởi vì các thầy cho ý kiến của mình là nhất, bác bỏ ý kiến của người khác, cho nên là các thầy mới đánh nhau, với xô xát với nhau toác đầu mẻ trán rồi chảy máu, đúng không nào? Như vậy kết thúc ở đây đó là xô xát này, nên các thầy xô xát này, đánh nhau toát đầu chảy máu, đánh nhau toát đầu chảy máu. À, chảy máu. Ồ, đáng ra là lúc này các thầy phải làm sao? Các thầy phải ngồi lại, các thầy phải sâu chuỗi những cái lời nói, những cái nhận xét của bản thân những cái người khác lại, bởi vì mỗi người chỉ sờ được một bộ phận của con voi mà thôi, để có thể đưa ra một cái kết
quả một cái hình dáng toàn vẹn nhất của con voi. Nhưng bởi vì các thầy không chịu ai, không ai chịu ai, ai cũng coi mình là đúng, cho nên mới xô xát đánh nhau toác đầu nảy trán đến như thế. Như vậy ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Nào, thế từ đây các bạn hãy cho biết ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Ý nghĩa của câu chuyện, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Nào, đầu tiên này, các thầy ở đây xem bằng cách nào đây? À, các thầy xem bằng cách sờ. Cho nên là cách xem ở đây đã làm sao? À, cách xem ở đây đã không toàn diện rồi, đúng không nào? Như vậy, ở đây người ta muốn phê phán cái gì? À, muốn phê phán đó là phê phán những cái con người, phê phán những con người, những cái con người, những cái con người mà nhìn một cách phiến diện, chỉ nhìn một cách phiến diện này. Rồi thì những cái kẻ là bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Bảo thủ, không chịu tiếp thu cái ý kiến của người khác. Và cái thứ hai ở đây, các bạn nhận xét cho cô cái hình ảnh con voi. Theo các bạn, cái hình ảnh con voi này nó đại diện cho cái gì? Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái hình ảnh con voi nó đại diện cho cái thế giới của chúng ta. Nó muôn hình, nó vạn trạng. Và muốn xem xét cái thế giới ấy thì chúng ta không thể xem xét từng bộ phận của nó để hiểu được thế giới, mà chúng ta phải xem xét nó trong một cái tổng thể, đúng không nào? Như vậy thì cái câu chuyện này nó khuyên chúng ta điều gì nữa? Đó là nó còn đưa ra cho chúng ta một cái phương pháp khi xem xét sự vật. Đó là muốn hiểu biết của sự vật thì muốn hiểu biết về sự vật, sự việc thì chúng ta phải xem xét chúng một cách toàn diện. Như vậy nó còn khuyên chúng ta đó là muốn hiểu biết về sự vật thì chúng ta phải làm sao? À, phải xem xét nó một cách toàn diện. Sự vật, hiện tượng thì chúng ta phải xem xét một cách toàn diện. Chúng ta phải xem xét nó một cách toàn diện. Không nên xem xét nó từ một phần này, một vấn đề hay là một khía cạnh, đúng không nào? Như vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong cái bài Thầy Bói Xem Voi. Và chúng ta thấy rằng cái bài Thầy Bói Xem Voi này nó đã mượn chuyện của con người để nói về chính con người, để phê phán những cái con người chỉ nhìn một cách phiến diện này, bảo thủ, không chịu tiếp thu cái ý kiến của người khác, và khuyên chúng ta là phải muốn hiểu biết về một cái sự vật, một cái hiện tượng nào đó trong đời sống thì chúng ta phải xem xét nó một cách toàn diện trên nhiều mặt, trên nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực khác nhau, đúng không nào? Nào, để củng cố thêm về cái văn bản này thì bây giờ cô trò chúng mình hãy cùng nhau sang phần thứ 3, ba la mã tổng kết. Một nhỏ là về nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây đầu tiên nó được thể hiện đó là việc gì? À, xây dựng cho chúng ta một cái tình huống. Đầu tiên nó là nghệ thuật xây dựng tình huống. Xây dựng cái tình huống rất là đặc sắc. Đó là cái tình huống là năm ông thầy bói
mù ở đây đi xem voi. Và tiếp theo đó là chúng ta thấy ở đây sử dụng rất là nhiều những cái từ lấy gợi tả này và biện pháp nghệ thuật so sánh. Các từ lấy gợi tả, từ lấy này, biện pháp so sánh này, biện pháp so sánh. Và cái thứ hai đó là về cái nội dung. Nội dung. Nội dung ở đây đó là gì? À, nội dung ở đây nó là mượn cái hình ảnh, mượn cái câu chuyện về con người để nói về chính con người, mượn cái hình ảnh người thầy bói mù, nhưng không phải là để phê phán những cái người khiếm thị, mà ở đây đó là phê phán những cái kẻ hạn hẹp trong cái tầm hiểu biết của mình, muốn tìm hiểu cái thế giới xung quanh, muốn xem cái thế giới xung quanh, nhưng phương pháp của họ làm sao? Chưa đúng. Và cái thứ hai đó là gì? Đó là họ bảo thủ, không chịu tiếp thu cái ý kiến của người khác, và đồng thời cũng đưa cho chúng ta một cái phương pháp để đánh giá thế giới xung quanh, đó là nhìn mọi vật một cách toàn diện. Nội dung ở đây đó là đưa ra cho chúng ta một cái phương pháp để đánh giá cái thế giới xung quanh. Thế giới xung quanh đó là cũng phải nhìn nhận nó một cách toàn diện. Và trong ca dao tục ngữ, trong các văn học dân gian của chúng ta thì cũng có rất là nhiều những cái câu thành ngữ, những cái câu tục ngữ, những cái câu ca dao nói về những cái việc đánh giá một cái sự vật, hiện tượng phải đánh giá một cách toàn diện. Đó là gì? Đó là ví dụ như câu thầy bói xem voi. Cái thứ hai đó là câu nhìn mặt mà bắt hình dong. Tức là sao? Tức là nhìn cái vẻ bề ngoài của con người để đánh giá cái phẩm chất của cái con người ấy. Như vậy thì cô mong rằng sau cái bài học này thì khi mà muốn đánh giá một ai đó, muốn đánh giá một cái sự vật, muốn đánh giá một cái hiện tượng nào đó trong đời sống, thì các bạn hãy đánh giá nó trên nhiều mặt, trên nhiều lĩnh vực, trên nhiều khía cạnh, đặt bản thân mình vào trong cái hoàn cảnh của người đó để có thể hiểu họ, đánh giá họ một cách xứng đáng nhất, một cách tốt nhất. Bởi vì như nhà văn Nam Cao đã từng nói, cha ơi, đối với những người xung quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ thì ta chỉ thấy họ xấu xa, bỉ ổi, toàn những điều khiến ta không thể thương được, đúng không nào? Như vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong bài thầy bói xem voi. Và về nhà thì các bạn đọc lại cho cô cái khái niệm về chuyện ngụ ngôn này, ôn lại cho cô khái niệm về chuyện ngụ ngôn, và tìm hiểu trước cho cô hai bài, đó là bài lợn cưới áo mới và bài treo biển, cũng như khái niệm về chuyện cười. Xin cảm ơn các bạn.